Dung xin kính chào bà cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh Gatsby Sugar Cuộc Sống Pháp. Thì hôm nay gia đình Dung có một chuyến đi thăm núi lửa Vesuvius ở Napoli. Thì mời ông bà cô chú anh chị và các bạn theo chân gia đình Dung cùng đi thăm núi lửa ngày hôm nay nhé. À, đây là cái đường mà đi lên núi Vesuvius đó nha cô chú anh chị, núi lửa đó. Có người người ta leo lên còn đi bộ luôn á, từ đây lên hàng 5 cây nữa đó mới lên tới. Nhà mình tới nơi mà còn 2 cây số nữa, nhưng mà hồi xưa là cho chạy xe thẳng lên trên luôn nha cô chú anh chị, bây giờ là không có cho chạy xe lên trên mà phải đậu ở dưới chân núi và mình phải bắt taxi lên trên, hoặc là ai mà có khả năng đi bộ thì leo lên bộ. Mình mua vé đi cái xe này lên Vesuvius là 3 euro một người nha cô chú anh chị, kể cả con nít luôn, là đi vừa về luôn á. Trời, mua vé online. Thấy sao là mua vé là phải mua vé online nha cô chú anh chị. Nhà mình không có mua mà người ta nói lên trên trên núi người ta sẽ dẫn hướng dẫn cho mình mua. Lulu. Đó, mình phải bắt taxi đi lên lên núi nha cô chú anh chị, thì còn 2 cây số là 1 cây 8 chứ. Trời ơi, lên này không có sóng của chú anh chị ơi, mà phải mua vé bằng wifi, nhưng mà giờ không biết cái wifi nào luôn á. Rồi bao nhiêu người lên đây người ta mò người ta mua vé. Rút kinh nghiệm nha bà cô chú anh chị và các bạn, mua vé online ở đây là không có mua, rồi qua tới đây mua là thôi rồi luôn, toàn là online không, mà mình lên đây internet như là cái gì á. Không mua được vé của chú anh chị không biết làm luôn á, nó rối nùi à. Nhiều người người ta mua vé trên mạng, người ta nhìn đi theo service đó là người ta có vé rồi, còn ở đây ai mà tới đây là rồi xong rồi tới đây á là không có mua được vé của chú anh chị. Bao nhiêu người đứng đợi đây nè là không có mua được vé đó, mà họ không có chỉ đâu của chú anh chị ơi, hỏi cứ kêu lên internet không thôi. Giờ làm sao, hỏi mình cứ lên internet không thôi hả? Mình không nhìn được từ Vesuvius thì mình nhìn từ ở đây đi. Do là cái số lượng khách du lịch lên trên Vesuvius quá tải nha cô chú anh chị, cho nên là họ chỉ bán vé một tiếng đồng hồ là họ chỉ bán có 10 vé thôi. Dung mua vé ngày hôm nay không được thì qua hôm sau Dung chạy xuống mượn ông chủ của Dung mua giùm, nhưng mà ổng cũng không mua được luôn nữa, thì ổng gọi lên cho cái chỗ mà bên khu du lịch mà bên của Vesuvius á, thì họ nói là do là quá tải thì họ sẽ ưu tiên cho khách đoàn đi xe buýt trước, và mỗi một lần vào Vesuvius là chỉ có được 10 người thôi, cho nên là mua vé là phải mua cách 1 giờ vậy, họ chỉ bán có 10 vé thôi cho nên là không có mua được. Rất là nhiều gia đình họ đi lên, hồi xưa Dung có leo lên rồi đó, nhưng mà chạy xe thẳng lên cái chỗ hồi nãy Dung đứng Dung nói chuyện đó cô chú anh chị, mà bây giờ là đậu xe ở dưới chân núi và phải đi taxi hoặc là đi bộ lên đó, rồi mua vé là mua online không thôi, chứ không có cái phòng vé du lịch nào mà bán vé leo lên Vesuvius hết á, cho nên người ta kiểu như hạn chế khách du lịch đó cô chú anh chị, nó quá tải quá đông đi, đó không có nhường đâu. Đường ở đây rất là xấu luôn á nha cô chú anh chị. Đường lái xe cực kỳ xấu luôn á. Trời ơi, cô chú anh chị nhìn thấy đường không? Tội nghiệp bọn nhỏ nhà Dung cứ đi cứ háo hức xách theo cái túi nhỏ nhỏ nữa. Mẹ ơi, con lên con lụm đá ở trên Vesuvius về con khoe với bạn con. Trời ơi, vô vừa tới cổng thôi cô chú anh chị, với cái kiểu như là từ cái chỗ mà mình đứng hồi nãy đi vào tới cái miệng núi lửa chừng 100 mét nữa thôi à, chỉ qua cái cổng rào mà trong đó có 4 người đứng người ta soát vé, nhưng mà người ta không có chỉ cho mình mua làm sao. Vào trên trang web mua được, chọn được ngày, chọn được giờ, giá vé là 11 euro một vé nha cô chú anh chị. Đó, chọn vé chị, mình chọn 4 vé xong rồi không có cái chỗ nào mà tiếp tục để mình trả tiền hết trơn, tới chỗ đó là nó ngưng luôn rồi.
đến Vesuvius đó là mình ngừng ở chỗ này mình chụp được tấm hình. Đó, rất là nhiều khách du lịch người ta thất vọng và người ta đi về. Mình gặp một cái gia đình đó ở người Pháp ở Toulouse luôn cô chú anh chị, cũng đi du lịch Napoli nhưng mà họ nói lên núi lửa cho bọn trẻ mà ai dè, thất vọng quá chừng luôn. Cái đường đi lên rất là ngoằn ngoèo nha cô chú anh chị ơi. Đó, từ trên cao nhìn xuống à. Tại vì đây không có chỗ để cho mình ngừng xe á. Đường ngoằn ngoèo cong veo nhưng mà đường rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đây rồi là lắm thì đứng vô đi còn đi là. Wow, đẹp chưa cô chú anh chị, đó đường đi lên từ đây nhìn xuống toàn bộ Napoli luôn. Rất là đẹp. À, núi lửa Vesuvius là khi mà hồi xưa Dung lên cái miệng núi lửa là có 2 km đó là Dung thấy khói rồi, còn nhân cô chú nhìn nhiều kiểu giống nó chỉ ngủ thôi chứ nó sẽ hoạt động trở lại đó, là người ta kiểm tra, người ta rà soát rất là thường xuyên luôn. Hồi xưa là không có Bắc Kinh này nha cô chú anh chị, giờ là kiểu như kinh doanh đó nên là Bắc Kinh này đi bộ lên chứ không cho lên nữa, sao biết ai mà đi. Hồi lúc năm hồi xưa Dung đi là Dung lên thẳng tới chân núi Vesuvius luôn nha cô chú anh chị, gần đây lên là còn một cả cây số nữa.